Xin chào các bạn. Hôm nay mình đã được nhận check 1.200 từ chính phủ chưa các bạn? Nếu mà bạn nào đã được nhận rồi thì xin chúc mừng các bạn. Mình có thể đi shopping online được rồi nhé các bạn. Còn nếu mà bạn nào chưa nhận được check thì mình cứ bình tĩnh, mình đợi một vài ngày nữa. Nếu mà bạn có direct deposit, nếu mà bạn không có direct deposit thì mình đợi couple month, maybe. Hôm nay mình muốn cập nhật tin tức về việc nhận check, the stimulus check 2020 với các bạn. Hôm nay là ngày thứ năm, mình sẽ cập nhật cái tình hình nhận check này. Xin chào các bạn. Hôm nay là ngày thứ năm, ngày 16 tháng 4 năm 2020. Hôm nay mình muốn update với các bạn về việc nhận check $1.200 từ chính phủ Mỹ. Hay còn gọi là 2020 Stimulus Check. Đây là khoản hỗ trợ của chính phủ dành cho người dân Mỹ. Mỗi người dân được $1.200 cho người lớn và $500 cho mỗi đứa trẻ. Tính tới ngay thời điểm hiện tại thì có một số người đã được nhận check rồi. Trong gia đình của mình cũng có người đã nhận được check rồi. Mình nghĩ trong số các bạn cũng đã được nhận check rồi. Một số bạn đã có thể nhận được check 10.000 đô cho doanh nghiệp hoặc là những cái khoản hỗ trợ khác dành cho doanh nghiệp. Thì xin chúc mừng các bạn. Các bạn có điều kiện để xoay sở để vượt qua khó khăn này rồi. Còn một số lớn, rất là nhiều người giống như mình nè, mình không có direct deposit. Mình cũng chưa có muốn set up nữa. Mình cứ muốn nhận được cái check giấy thôi, cho nên mình chưa có tin tức gì hết. Thì mình hãy cứ đợi, mình sẽ tới, từ từ theo lần lượt mình sẽ tới chứ không có vội gì. Ngày hôm qua thì có rất là nhiều người đã lên trên cái website IRS để check cái tình trạng paycheck của mình. Có rất nhiều người trong đó đã không có được vui lòng tại vì mình không có được kết quả như ý muốn. Có nhiều người đã vào đó và đã nhận được thông báo là try again later. Cái điều này có nghĩa là cùng nhiều người cùng cập nhật website một lần. Cho nên mạch giao thông đã bị nghẽn các bạn, giống như mình chạy xe bị kẹt xe vậy đó, bị nghẽn. Cho nên website không có đủ cái khả năng để mà tiếp nhận nhiều người cùng một lúc. Cho nên website báo là try again later. Có nghĩa là các bạn phải chờ 24 tiếng đồng hồ sau, khi mà cái mạch giao thông đã thư giãn rồi á, thì mình trở lại thì cái thông tin nó sẽ lưu thông, thì mình sẽ nhận được cái kết quả như mình mong muốn. Còn cái tình trạng thứ hai nữa là payment status not available. Mình lên đó mình nhận được cái message là payment status not available. Cũng có rất nhiều người đã nhận được cái message này. Thì cái message này đã báo cho chúng ta biết là một là cái information mình nhập vô để đăng nhập vô cái website này nó hơi khác một chút xíu với cái thông tin mà mình đã gửi đi, IRS gửi đi trong cái khoản mà mình khai thuế 2019 á, thì nó hơi khác một chút xíu với lại cái mà mình mới mang đăng nhập đây. Mình mới đăng nhập này thì cái trang mạng nó sẽ update cái thông tin đó, cho nên nó sẽ chưa có nhận được hay sao. Còn với lại cái website của mình nó rất là sensitive các bạn. Nếu mà các bạn nhập sai một chút xíu, người ta cũng không có chấp nhận được. Giống như cái tên đường nhà mình là tên đường Mary chẳng hạn, cái tên đường Mary, nhưng mà Maryland mình đăng nhập vô trong giấy tờ, trong cái hồ sơ mình gửi đi á, thì Maryland mình viết chữ land, LAN, nhưng mà mình đăng nhập vô cái website này thì mình viết tắt cái chữ land, cái chữ LN, cái mình chấm cái thì website cũng sẽ không nhận được.
cũng sẽ có thể báo lỗi các bạn. Đó là trường hợp thứ nhất. Còn trường hợp thứ hai là bạn đã khai thuế năm 2019 rồi nhưng mà chưa có complete, giống như bạn đã khai thuế đã gửi đi nhưng mà khai thuế sở thuế gửi cái tờ giấy lại cho bạn nói là cần verify thông tin hay là cái gì đó nhưng chưa có hẳn là completely done thì cũng xảy ra cái trường hợp này nữa. Mặc dù khi mà bạn đăng nhập vào website của IRS để check thông tin nhưng mà mình không có kết quả như ý muốn, nhưng mà các bạn không phải lo. Khi mà IRS xem tới hồ sơ của bạn, nếu mà người ta có thấy bạn không có direct deposit thì người ta sẽ in một cái check giấy để gửi tận nhà tận tay cho các bạn. Cho nên các bạn không phải lo, không phải làm gì cả. Mình cứ bình tĩnh, mình chờ đợi thôi. Mà các bạn nên lưu ý là cái check giấy người ta in, mình nghe nói là có chữ ký của Tổng thống Trump trên cái check nữa, nhưng mà mình cũng không có chắc chắn. Nhưng mà mình chắc chắn một điều là trong tháng 4 mình sẽ không có check giấy. Các bạn sẽ không nhận được check giấy trong nội trong tháng 4 đâu. Trong tháng 4 thì chỉ có direct deposit mới nhận được tiền thôi. Còn check giấy thì mình sẽ bắt đầu nhận được từ khoảng tháng 5, tháng 5 trở đi. Nhưng mà trước tháng 4 bạn có nhận được một cái check mà nói là 2020 stimulus check thì chắc chắn 100% đó là check giả rồi các bạn. Nói là check giả thì cũng không có đúng, mà check đó các bạn có thể đem ra nhà băng, có thể cash để nhận được tiền hoặc deposit, các bạn cũng xài được tiền đó. Nhưng mà cái tiền đó không phải là tiền từ chính phủ, không phải là tiền từ IRS đưa cho bạn, mà cái tiền đó là cái tiền của một cái nhà băng hay là một cái cơ quan business nào đó, nhưng giống như cho bạn loan tiền á, cho bạn mượn tiền để bạn xài trước, rồi người ta sẽ tính interest vô cho các bạn là bắt các bạn phải trả lại cái số tiền đó sau này. Cái số tiền mà interest để mà trả tiền lời của cái check đó thì rất là nhiều, có nhiều khi khoảng 24-25%. Cho nên các bạn hết sức cẩn thận là khi mà mình nhìn thấy cái check giấy trước tháng 5 thì mình sẽ bỏ đi, đừng có sử dụng nó. Mình sử dụng nó, cái check đó là mình phải trả lại đó, chứ không phải là người ta cho không đâu các bạn. Cho nên mình lưu ý cái đó. Bây giờ lợi dụng cái thời cơ này, nhiều kẻ xấu người ta làm chuyện xấu, người ta có thể là gọi điện cho các bạn để mà gọi điện hỏi là bạn cần phải thêm cái số social để mà nhận được check, hoặc là thêm cái số bank account để mà nhận được check. Khi mà các bạn nhận được những cuộc điện thoại mà như vậy á thì chắc chắn đó là giả rồi. IRS bây giờ không có thời gian để gọi điện thoại cho từng người để nói những cái chuyện như vậy đâu. Cho nên các bạn cảnh giác, đừng có bị mắc lừa những cái người như vậy.